Chăm chỉ thế anh mình ơi. Cứ làm như thế tiền đi đâu cho hết. Cường đi à, mới về à em? Dạ vâng. Bạn nghe nói em làm cái gì to lắm trên thành phố cơ mà. Mà sao anh mặc quê mùa thế? Như vậy thì làm sao mà tán được gái? Quan trọng gì đâu. Tôi, anh lên đây đi. Nào, đưa tay em. Ngại cái gì không biết, đưa đây. Em về lâu chưa? Anh Toán này, dạo này anh nhớ coi sóc trang trại với ruộng nương cho mẹ Hoa à? Ừ, anh chỉ làm việc đồng áng với cha nuôi gà vịt thôi. Hay là thế này, anh về làm cho em đi. Vẫn là việc trang trại với đồng áng thôi, nhưng mà lớn hơn của mẹ Hoa nhiều đấy. Thôi, anh trông coi trang trại cho mẹ Hoa là tốt lắm rồi. Anh mà lên làm việc cho em ấy, phá việc của em, hỏng thì chết anh. Cái anh này cứ thế hoài, trêu em. Toán, mẹ tao sai mày sang nhà con gà để cho người ta bắt cơ mà. Sao mày còn ở đây? Chuyện đấy là của ngày hôm qua mà. Cậu là người trên trời dưới xuống à? Sao mà ngơ thế? Thế còn việc ngày hôm nay, mày đã làm xong chưa? Mà cứ đứng ở đây buôn chuyện. Anh Tùng đây, anh Toán làm nãy giờ bên kia đấy. Em mới tới gọi anh ấy lên nói chuyện vài câu ấy mà. Dạ lại cũng sắp tới giờ trưa rồi. Này, mày là cái thá gì mà nói ở đây chứ? Mày ấy cũng chỉ là con nuôi của mẹ tao thôi, không có tư cách nói chuyện ở đây. Tùng, sao? Tao nói sai gì à? Cái ngữ thằng Cường ấy, được mẹ tao nuôi bao nhiêu năm nay là phúc tám đời rồi. Vác mà hãm về nhà. Đúng rồi đấy, nó biết thân biết phận đấy, thì không cuốn gói đi luôn đi. Mà này, chắc là lên thành phố không làm ăn được gì, định về đây ăn bám mẹ tao tiếp đúng không? Này, nhìn cái mặt của mày ấy, đúng là lên thành phố không rửa được cái phèn mà. Hai thằng mày chơi với nhau ấy là hợp đấy, đúng là cá mẹ một lứa mà. Thế còn cái gì nữa? Này, người ta có câu ấy, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Hay là mày đổi quách bạn đi, cứ bám lấy cái thằng Toàn làm cái gì, đổi đi cho nó sang con người lên. Em nhìn kìa, nói mặt nó chơi như khúc gỗ ấy, đúng là cái loại nghèo không hết bằng người khác mà. Hai người nói tôi thì được, nhưng mà đừng có mỉa mai Cường. Anh Toán, bỏ đi. Đấy, biết thân biết vận thì ngập cái mồm vào. Tao không làm gì được hai đứa mày, nhưng mà chắc chắn bác Hoa sẽ làm được gì đấy. Để xem đến lúc hai đứa mày không có tiền có lo ai oái lên không. Này, là sao? Hai đứa chúng mày không có làm mà có đòi ăn đấy thì chỉ có ăn năn hối lỗi thôi. Nghe chưa? Cứ có cái tính bẩn đấy thì mọi thứ sẽ không thuộc về chúng mày đâu. Tất cả sẽ thuộc về Cường hết thôi. Mày! Được rồi, thằng con hoang này, mày ấy biết thân biết phận thì cút đi. Mẹ tao nuôi mày thế là đủ rồi. Mày mà không cút đấy mà đòi về đây chia gia sản đấy thì đừng hòng xong với bọn này. Nhớ mặt bọn này đấy. Đi. Xong chưa? Đây. Giỏi nhỉ? Dình mãi đấy. Thôi được, cảm ơn nhá. Này, đi gặp đưa cho ông Mỹ thì bảo là nhớ chia đôi nhá. Anh một nửa, em một nửa. Chiều nay anh sang nhà em làm mấy ly cho nó ấm người. Ok, được luôn. Hai đứa nó lại ăn trộm sổ đỏ đấy. Biết rồi, mày cứ yên tâm đi. Bây giờ tao đi tẩu tán đất đó, nhá. Em bảo này, em mong ấy là chia cho được miếng đất, bán quách đi cho mà trả nợ. Rồi,
cứ đợi tin tốt của tao nhá. Tao không thể tin được. Đi, mình sang báo cho bà Hoa, cho bọn chúng biết tay. Khoan đã, có lần này sẽ có lần hai, lần ba đấy. Phải cho hai đứa này một vố thật đau mới chịu tỉnh ngộ được. Vậy giờ phải làm thế nào? Em có cách thế này. Này, mẹ già rồi nên mẹ lú lẫn đấy à? Tại sao con được đất ruộng, anh Tùng được cái dãy là như thế nào? Đúng rồi đấy, hai cái đấy thì được bao nhiêu tiền chứ? Chắc là nó không ra gì nên mẹ ném cho bọn con đúng không? Trong khi cái thằng Cường nó được cả cái trang trại, cả cái miếng đất tổ ạch bên cạnh nữa. Bất công thế. Đúng rồi đấy. Mà này, bọn con là con ruột của mẹ cơ mà, sao mẹ lại chia như thế? Hay là thằng Cường này nó cho mẹ ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Mẹ Hoa này, con không cần trang trại hay là đất đai gì cả đâu mẹ. Thế chả lẽ mày còn mặt dày ngửa tay ra xin tài sản của mẹ tao à? Bao năm qua mày ăn bám cho đủ à? Cái Hà nó nói đúng đấy. Mà này, có chia ấy thì mẹ chia cho nó một mảnh ruộng, chứ cái đất ở đổi ấy khô quắt như thế cái Hà nó chả cần đâu. Mẹ phải chia thế nào cho nó hợp lý chứ. Cái đám ruộng với kể cả cái dãy khô quắt đấy là nuôi hai anh em chúng mày á, lớn bằng chừng này đấy. Ăn bám anh em với nhau, sao chúng mày nói nặng lời với em như thế? Thì nuôi bao năm nó chả khô quắt lại rồi. Mà ai thèm làm anh em tức hữu còn hoang như nó. Bây giờ ấy, mẹ còn tiền, còn đất thì nó ngọt nhạt với mẹ thế thôi. Thử mẹ bệnh nằm đấy xem, nó còn như vậy hay không? Đấy, mẹ cứ suy nghĩ đi. Sau này ấy là chỉ còn với cái Hà nuôi mẹ thôi, quằn lưng ra mà nuôi mẹ ấy. Anh đừng có nói như thế. Mẹ Hoa, con không có ý đó đâu. Mày coi mẹ là gánh nặng mà. Mà mày phải đai lưng ra. Chuyện đấy tính sau, con đang bảo thằng Cường cơ mà. Mẹ ấy đừng có thiên vị như thế. Ai người ta không biết. Không biết gì? Không biết là con nuôi được phân chia nhiều hơn là con đẻ đấy. Mà này, đời thủa nhà ai mà con chưa từng thấy con nuôi lại được phân chia nhiều hơn là con đẻ đấy mẹ. Hay có khi nào thằng này nó là con riêng của mẹ chứ không phải là con nuôi hay con đẻ gì đâu? Đúng, khả năng là như vậy đấy. Chỉ có như thế mẹ mới đối xử bất công với em con thôi. Hai đứa trời đánh chúng mày. Này Tùng, bây giờ mày lớn rồi, mẹ cũng hết nghĩa vụ của mày rồi, tốt nhất là cút ra khỏi nhà tao đi. Buông tay ra đi. Đúng rồi đấy Tùng, đất đai ruộng vườn là của bố mà con làm ra. Cái thằng con hoang như nó đừng có mơ mà đụng vào. Đi ra nhà tao, cút ra khỏi nhà tao đi. Anh ơi, mày đi ra. Mẹ, mẹ Hoa, mẹ Hoa, anh làm cái gì vậy hả? Đụng tới tôi thì được, nhưng mà đụng tới mẹ tôi là không yên đâu. Về đi mẹ, có đường về đi bệnh viện. Mẹ ơi, mẹ đừng có gì nha mẹ. Anh ơi, bây giờ sao đây? Thôi, đi theo nó xem sao. Thật không ngờ, chỉ vì mấy đồng tiền mà hai đứa chúng mày nghĩ xấu về em chúng mày, rồi con mẹ chúng mày không ra gì nữa. Mẹ, mẹ đừng xúc động quá, kẻo lại ngất ra đấy đấy. Mẹ mà ngất ra đấy, thằng con riêng của mẹ lại không được xu nào rồi. Mày, mẹ, ngày xưa khi gia đình nhà mình khó khăn, nếu không có bố thằng Cường giúp thì làm gì mà có của ăn của để như bây giờ chứ. Có ơn thì phải trả. Bây giờ bố mẹ thằng Cường không còn nữa, tao cho thằng Cường những gì nó đáng được cho thì là sai à? Này, mẹ nói kiểu gì đấy? Cũng có thể là cho, nhưng mà chỉ cho cái ruộng hoặc là cái dãy thôi. Đằng này mẹ cho cả cái trang trại, lại còn cho thêm cái đất đai nữa, ai mà chịu được. Rồi, người ta giúp ấy thì cũng chỉ giúp mình thế thôi. Mẹ cũng nuôi thằng Cường đến mức này còn gì nữa. Mà tôi thấy hình như mẹ đang biện chuyện ra để bảo vệ thằng Cường hay sao? Tôi không giống như hai người. Nói cho hai người biết, ít ra tôi cũng đã có sự nghiệp riêng.
Bây giờ tôi là chủ tịch của công ty SVM. Cho dù không có tiền của mẹ Hoa, tôi vẫn sống tốt. Mẹ Hoa này, hay là mẹ theo con lên thành phố sống đi. Việc ở đây nếu mà mẹ không quản được thì con bảo anh Toản. Còn nếu càng không được nữa, con cho người xuống đây quản cho mẹ. Mẹ, mẹ đừng tin nó. Đúng rồi đấy. Mà này, mày có của anh của đệ, sao mày phải về đây để tranh giành đất đai của tao làm gì? Hả? Đúng rồi. Giàu cái gì? Giàu trí tưởng tượng à? Hai đứa chúng mày có im cây đi không? Càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Đã vậy á, tao chỉ cho hai đứa mỗi đứa 1 tỷ. Nếu làm được á thì tiêu, còn không á thì thôi. Mẹ. Mẹ. Gai to rồi. Có chuyện gì vậy em Toản? Nhà bác Hoa có một đám con đồ tự dưng đến ném hết đồ đạc ra ngoài rồi. Sao lại vậy? Sao chúng nó lại làm như thế chứ? Cháu cũng nói như thế, nhưng mà chúng nó nói là Tùng và Hà cắm sò đỏ cho bọn chúng, nên là cái nhà đó thuộc về bọn chúng. Bọn chúng thích làm gì thì làm ạ. Chúng mày làm gì thế hả? Chúng mày làm gì? Trả sổ cho tao, trả sổ đỏ cho tao. Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Mọi chuyện cứ để đó con giải quyết. Không cần. Đã vậy á, coi như căn nhà đó tao cho hai đứa chúng mày, chúng mày chia nhau ra. Còn á, từ bây giờ trở đi á, tao không cho chúng mày thêm một đồng nào nữa. Mẹ, tao không có hai đứa con hổ láo như chúng mày. Mà này, chúng nó nói căn nhà đấy là không đủ đâu đấy. Chúng nó đang tìm hai đứa mày đấy. Để mà trốn đi, chúng mà nó bắt được ấy là liệu hồn đấy. Trời ơi là trời, sao cái số tôi lại khổ thế này chứ. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, chuyện này con sẽ giải quyết. Bây giờ mẹ cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đã. Này, chúng mày định trốn à? Thế chúng mày không định trả tiền cho anh Báo à? Anh là người của anh Báo ạ. Anh ơi, bọn em trả tiền cho anh Báo rồi mà. Cái căn nhà đấy ấy, không đủ chia. Nếu như mà chia cho 1 người ấy thì đủ. Nhưng mà bây giờ chia cho 2 người nên là thiếu. Bây giờ chúng mày tính sao? Anh ơi, em xin anh tha cho em. Anh cho em vài ngày thôi ạ. Cái gì? Mày lại xin thêm mấy ngày nữa? Anh ơi, thôi, không phải nói nữa. Thằng Tuyển, kéo hai đứa lên xe. Thằng này thì bán nó đi Campuchia. Còn con kia, bán nó đi quán hát. Mau lên, kéo nó đi. Anh ơi, anh tha cho em nữa. Lên xe. Thôi, anh tha cho em đi mà, anh ơi. Tha cho em, anh ơi. Anh Báo ơi, anh tha cho em xin anh. Em có tiền em sẽ trả anh mà. Anh làm ơn làm phước, anh tha cho em, anh ơi. Anh ơi, anh tha cho em với, em không muốn bị bán đi làm đào đâu. Em xin anh mà. Anh. Hai người xin xỏ tôi làm gì? Tôi không có gì để mà cho hai người xin đâu. Này, sao lại mày? Mà đây là đâu? Đây là nhà của tôi. Nhà mày á? Mày còn... Này, thằng quan hoang mày, mày chơi tao đấy à? Này, tôi còn chưa tố cáo hai người tòa ăn cắp đấy. Còn ở đây mà lớn tiếng với tôi à? May cho chúng mày là lần này cậu Cường đây đã nhìn thấy cái ý đồ mà chúng mày định lấy sổ đỏ để đi bán đấy. Nếu như vụ đấy mà chót lọt, chắc là giờ chúng mày phải đang ngồi ở chỗ anh Báo thật rồi đấy. Vậy còn nợ trả hết rồi à? Thế là mày là chủ tịch thật đấy à? Vàng thật đấy. Thế còn căn nhà thì sao? Tất nhiên là không sao rồi. Chú Cường ơi, anh biết là chú tốt với bọn anh mà. Chú là người rộng lượng, có gì chú bỏ qua cho anh nhá. Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi chú. Chị cũng xin lỗi chú nhá. Do chị bị đồng tiền làm mờ mắt, lại nghĩ xấu cho chú quá.
Thôi, hai người không cần phải xin lỗi tôi. Tôi đã nói rồi, tôi thì sao cũng được. Nhưng đừng hiểu lầm mẹ Hoa. Hai người có biết mẹ Hoa buồn lắm không hả? Tôi cũng nói cho hai người biết, lần này tôi cứu hai người là vì nể mặt mẹ Hoa đấy. Chứ nếu không tôi cũng mặc kệ hai người. Lần này tôi chỉ hù dọa thôi, để hai người biết sai mà sửa, làm lại cuộc đời. Anh biết sai rồi. Anh hứa từ sau anh sẽ thay đổi. Chú cho anh xin lỗi nhỉ. Chị cũng hứa. Chị hứa là sau này chị không ăn chơi lêu lỏng gì nữa. Chị sẽ tập trung làm ăn. Chị hứa mà. Hai người thì làm được cái gì chứ? Việc ruộng thì nhát, mà việc dẫy thì lại không hay. Chỉ có mỗi việc ăn chơi là sành điệu thôi. Thôi rồi rồi, anh Tùng này, không biết việc thì học, không làm được việc này thì làm việc khác. Việc gì ạ? Việc gì đấy? Bây giờ mấy cái giấy nợ đang ở trong tay tôi. Tôi là chủ nợ của hai người rồi đấy. Còn việc gì thì hai người tự lấy mà đi học. Học phí ấy, thì hai người làm việc cho công ty của tôi, tôi sẽ trả cho hai người, lấy tiền đấy mà đi học thêm. Việc ở công ty thì chắc là còn thiếu một chân văn thư. Chị Hà đến đấy làm văn thư đi. Còn anh Tùng, tới công ty làm lái xe cho tôi đi. Dù gì cũng còn có cái xe để đi tới đi lui mà đi học nữa. Đấy là phần của tôi thôi. Còn phần của hai người là phải về quỳ xuống xin lỗi mẹ Hoa. Dù gì mẹ Hoa cũng là mẹ ruột của hai người đấy. Hai người đối xử với mẹ như thế là bất hiếu biết chưa? Chị biết rồi. Tôi cũng biết rồi. Tôi sẽ về xin lỗi mẹ ngay. Đúng rồi đấy. Kể cả có phải quỳ xuống xin lỗi mẹ cũng được. Nói được thì làm được. Đừng có mở mồm ra mà ba Hoa. Còn chờ gì nữa? Mẹ Hoa đang ở nhà đấy. Thôi, chị về nhá. Cảm ơn cậu. Em chỉ ghép là tuần này đấy. Mai nhớ đến công ty đây. Tôi biết rồi. Này, cậu làm thế có nhân nhượng cho chúng nó không? Không sao, dù gì cũng là anh em một nhà mà. Cảm ơn anh.